Tử vi về ngày 15 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc hanh thông, thuận lợi. Chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu đối với tuổi của mọi người. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh năm sinh với ngày tháng muốn xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 15 tháng 11 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui. Ngày 15 tháng 11 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 15 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Bính Ngọ. Ngày này có nạp âm là thiên hà thủy, tức là nước mưa. Sau Ngọ và Tý chính xung, Bính Dương Hỏa khắc Canh Dương Kim, Nhâm Dương Thủy khắc Bính Dương Hỏa. Đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Canh Tý, sinh vào các năm 1960 và tuổi Nhâm Tý, sinh vào các năm 1972. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 15 tháng 11 âm lịch. Đầu tiên là tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Trong ngày 15 âm lịch cũng có phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Tý, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế, nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Về tài vận, năm nay người tuổi Tý nên hạn chế đầu tư, cho vay hoặc hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới cũng cần phải hết sức cẩn thận. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông và thuận lợi. Tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Bính Dương Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Sửu, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Người tuổi Sửu trong ngày Bính Ngọ này, bản mệnh sẽ có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, nên người tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Trong ngày này cũng sẽ có hàng trì mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm một nửa của cuộc đời. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu vận, nên vận thế tổng thể vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chu giải thị phi. Tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Dần nên hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày này có hai cát tinh là tướng tinh và phúc tinh chiếu xuống bản mệnh, đem lại những may mắn trong công việc. Phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Dần nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Tướng tinh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy, trong ngày này nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Hơn nữa, tuổi Dần năm 2020 gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Cho nên bản mệnh hãy sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm mộc gặp Bính Dương Hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với tuổi Mão trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. May mắn trong ngày này có Thái Cực chiếu đến bản mệnh. Đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với Thái Tuế, Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình Thái Tuế và sao Lục Hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Tuổi Thìn, Thìn Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người này, tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ, Tỵ âm hỏa gặp Bính Dương Hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó có cát tinh thiên lộc chiếu đến là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế, còn có hàm trì chiếu mệnh mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ cập năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tỵ, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ, Ngọ Dương Hỏa gặp Bính Dương Hỏa là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Ngày này còn có cát tinh tướng tinh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Ngoài ra, cần chú ý vì hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý ngay những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay anh, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Ngọ trực xung Thái Tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế, Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu mời quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa gặp Bính Dương Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mùi, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó, có Kim Dư chiếu mệnh là cát tinh, là xe hoa lệ, là phú quý. Chỉ trong ngày này có nhiều tài lộc, quý nhân sẽ đến với những người tuổi Mùi. Hại Thái Tuế, mọi việc không thuận lợi, tất cả mọi thứ nên thận trọng. Vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Canh Tý có quan hệ tương hại, bên trong được coi là hại Thái Tuế, vận trình của mỗi người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi đem lại tài lộc, may mắn, cả năm, tuổi Thân. Thân dương kim gặp bính dương hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên chú trọng, cẩn thận, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh các vảy thị phi không cần thiết. Ngày này có Văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử. Nếu ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt những thành tích cao, công danh hanh thông, năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thể tổng có thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn, Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp bính dương hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngày Bính Ngọ, gia chủ tuổi Dậu được thiên ấn quý nhân Thái Cực đóng mệnh, là ngôi sao may mắn trong mệnh, sao chủ về vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, giàu sang cho gia chủ. Bên cạnh đó còn có sao hàm trì chiếu mệnh mang tới may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niêm của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất, Tuất dương thổ gặp bính dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản mệnh được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn, ngày 15 âm lịch có cát tinh, tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu hiện cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hùng. Vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm 2020, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cũng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sức khỏe, kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, trình độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn và tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi dương thổ gặp bính dương hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Ngoài ra, có thiên ất quý nhân chiếu mệnh là ngôi sao may mắn trong mệnh, chủ về vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, giàu sang cho gia chủ. Những người sinh năm Hợi vào năm 2020 gặp lưu niên là canh kim, là thiên ấn tinh, thiên ấn chủ về áp lực, phiền não, có liên quan đến học hành. Lưu niên Thái Tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có và tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 15 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!